Xin chào mọi người, đây là Lê Thị Linh, sinh viên khóa 3 của trường học LX. Ở video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến mọi người một cái tháp có tên là tháp Maslow. Và cái tháp này là cái tháp để chúng ta có những cái nấc thang mục tiêu mà mỗi người trong chúng ta đều có thể hướng đến nó, và tùy vào cái mức độ và những cái mục đích mà chúng ta muốn hướng đến thì nó có những cái nấc thang khác nhau, và chúng ta sẽ cần phải cố gắng để có thể đạt được những cái nấc thang đó. Và cái tòa tháp này thì nó gồm có 5 nấc thang thứ nhất, và mình sẽ nói cho mọi người từ thấp lên cao. Và cái tòa tháp nó sẽ hình tam giác như thế này, nó sẽ từ nấc thang thấp nhất, đó chính là nấc thang về nhu cầu suy nghĩ. Thì nhu cầu suy nghĩ ở đây nghĩa là gì? Nhu cầu suy nghĩ ở đây nghĩa là những cái thứ mà chúng ta rất cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ là chúng ta cần được ngủ, chúng ta cần được ăn, chúng ta cần được chơi, thì đó chính là những cái nhu cầu sinh lý thiết yếu của cơ thể của chúng ta. Và mình biết thì cái nhu cầu này nó vô cùng quan trọng đối với mọi người, không một ai có thể thiếu được những cái nhu cầu này. Vì khi mà thiếu những cái nhu cầu sinh lý như vậy thì chúng ta sẽ không thể học tập, không thể làm việc, không thể tạo ra được một cái giá trị tốt hơn cho xã hội. Khi mà chúng ta đã không tạo được một cái giá trị tốt cho xã hội thì những cái nấc thang tiếp theo chúng ta không thể nào đặt chân hướng đến được. Và cái nhu cầu sinh lý này nó vừa là những cái nhu cầu thiết yếu, nó vừa là những nhu cầu quan trọng nhất, và nó cũng là những cái nấc thang để giúp chúng ta bật lên cái nấc thang đầu tiên, giúp chúng ta bật lên những cái nấc thang cao hơn và tạo ra nhiều những cái giá trị hơn trong xã hội. Và cái nấc thang thứ hai đó chính là cái sự an toàn. Thì khi mà chúng ta đã có những cái nhu cầu thiết yếu như vậy rồi, chúng ta sẽ lao động, chúng ta sẽ sáng tạo và làm ra những cái giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giúp cho chúng ta có một cảm giác an toàn. Đối với chúng ta thì thế nào là cảm giác an toàn? Ví dụ cảm giác an toàn có thể là khi mà chúng ta đã có đầy đủ mọi thứ trong cuộc sống. Ví dụ như chúng ta có nhà, chúng ta có xe, chúng ta có thể là không phải nghĩ ngợi gì về tương lai nữa chẳng hạn, hoặc chúng ta đã đủ ăn, chúng ta đã đủ sống và chúng ta đã có thể trả được hết nợ chẳng hạn. Đó là những cái cảm giác mà luôn cho chúng ta cái sự an toàn, sự hạnh phúc. Và cái sự an toàn này thì nó cũng phải có được, phải có những cái trải nghiệm, phải có những cái giá trị mà mình đổ ra cho xã hội nó thật nhiều, nó phải tương đương với lại cái thứ mà chúng ta đạt đến cái sự an toàn. Ví dụ như khi mà chúng ta muốn làm một ngôi nhà chẳng hạn thì chúng ta cần phải làm như thế nào? Chúng ta cần phải có tiền này, chúng ta cần phải để có tiền được thì chúng ta cần phải tạo ra cho xã hội nhiều những cái giá trị hơn, thậm chí là bình thường là sẽ nhiều hơn so với thứ mà chúng ta nhận được từ xã hội là những đồng tiền. Thì để làm được điều đó thì yêu cầu là chúng ta cần phải rất chi là nỗ lực, rất chi là cố gắng. Và cái nhu cầu thiết yếu ở nấc thang 1 sẽ là cái đòn bẩy tốt nhất của chúng ta lên nấc thang 2. Và sau cái sự an toàn là cái sự hòa nhập với cộng đồng. Thì cái sự hòa nhập với cộng đồng ở đây nghĩa là thế nào? Ví dụ khi chúng ta đi học chẳng hạn, chúng ta sẽ làm quen với tất cả mọi người trong lớp, chúng ta sẽ hòa đồng, chúng ta sẽ hòa hợp với mọi người, chúng ta sẽ có được chúng ta kiểu như là chúng ta sẽ được mọi người yêu quý, chúng ta kết thân được với tất cả mọi người, chúng ta không bị xa lánh chẳng hạn, hoặc là chúng ta không bị cô lập ở một phía. Và cái sự hài hòa của xã hội này, cái sự hài hợp của xã hội này thì nó cần chúng ta có rất chi là nhiều những cái kỹ năng khác. Và khi mà chúng ta đã có được những cái kỹ năng ấy thì mọi người mình khi mà mình thể hiện ra thì mọi người sẽ cảm thấy được, và mọi người sẽ thể hiện lại cái tình cảm của mình cho họ, đối với cái tình cảm của mình cho họ để họ trả lại về mình. Ví dụ như là khi mà chúng ta muốn hòa hợp với một cái cộng đồng, một cái tổ chức nào đó thì chúng ta sẽ phải đi làm quen trước, và chúng ta sẽ phải cho họ mang lại đến cho họ những cái giá trị mà họ muốn, họ cần thì họ mới thể hiện lại được chúng ta, họ quý mến chúng ta chẳng hạn. Khi mà chúng ta phải làm việc gì đó cho họ, hoặc là chúng ta phải ý là chúng ta có thể giúp được họ về mặt vật chất này, và chúng ta có thể giúp được họ về mặt tinh thần này, và đặc biệt đó chính là giúp về mặt tinh thần thì cái này là cái vô cùng cần thiết. Khi mà chúng ta có được một cái trường năng lượng tốt, chúng ta có thể truyền lại cho họ, chúng ta có thể nghe họ giải bày hoặc là nghe họ tâm sự ấy, thì họ sẽ cảm thấy là họ có một người bạn thực sự tốt, và chúng ta sẽ hài hòa được với tất cả mọi người trong cái khuôn viên làm việc của chúng ta, như là cái khuôn viên trường học của chúng ta. Và điều đó thì cần phải thực hiện mỗi ngày. Và để làm được những cái điều đó thì yêu cầu là chúng ta cần phải có nhiều sự trải nghiệm, chúng ta phải biết lắng nghe, biết lắng quan sát, và chúng ta phải thực sự tinh tế để có thể nhận ra được những cái điểm khác thường của họ, cũng như là chúng ta phải làm như thế nào sử dụng cái nghệ thuật của chúng ta để có thể hòa hòa nhập hòa mình vào cái cộng đồng đó. Đương nhiên là chúng ta sẽ chỉ hòa nhập mình chứ không hòa tan, chúng ta vẫn phải là chúng ta không được thay đổi những cái thứ mà bên trong chúng ta để có thể theo ý người khác, và chúng ta không cần phải chạy theo họ, và chúng ta hãy thể hiện những gì mà chúng ta có, những gì mà chúng ta có thể mang đến cho họ, thì họ sẽ cảm thấy thực sự có giá trị hoặc là họ sẽ cảm thấy rất chỉ là biết ơn chúng ta. Và cái nấc thang thứ tư đó chính là cái sự được tôn trọng, và cái nấc thang thứ ba sẽ là cái đòn bẩy tốt nhất của cái nấc thang thứ tư, đó chính là được tôn trọng. Khi mà chúng ta đã có được cái sự hòa nhập rồi, chúng ta có được một cái sự tạo được một cái bầu không khí vui vẻ trong cái khuôn khổ làm việc của chúng ta, thì đương nhiên chúng ta sẽ được mọi người tôn trọng. Và cái sự tôn trọng ở đây được thể hiện là bạn không khinh thường họ, thì họ sẽ tôn trọng lại bạn, và bạn hãy là một người bạn, một người đồng hành, hãy lắng nghe họ và hãy cảm nhận những cái gì mà họ đã từng trải, và mình hãy đặt mình vào vị trí của họ để làm sao mà thấu hiểu họ. Đồng thời khi mà chúng ta làm được như vậy thì họ chắc chắn sẽ tôn trọng chúng ta, họ sẽ dành cho chúng ta một tình yêu thương, một sự tôn trọng nhất định mà chúng ta không phải ai cũng có thể làm được điều đó. Có rất chi là nhiều người khi mà ví dụ người khác cảm thấy là họ đang bận việc này chẳng hạn, mà bạn lại làm hộ họ, hoặc là tất cả mọi người trong một cái công ty chẳng hạn đều bận việc thì bạn luôn luôn giúp họ, nhưng mà bạn cũng không hề nhận được sự tôn trọng của họ. Thì lý do là vì sao? Vì chúng ta không có cái chính kiến của bản thân của chúng ta không nêu lên được những cái ý tưởng, những cái gọi là những cái quan điểm riêng, những cái ý kiến riêng của mình, thì họ sẽ không hề tôn trọng chúng ta. Họ kiểu chỉ nhìn chúng ta bằng một con mắt khinh thường và coi chúng ta là một cái công cụ, mà họ luôn luôn dồn hết mọi thứ của chúng ta. Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì cái nấc thang thứ ba của chúng ta đã hoàn toàn chưa đạt đến được, mà chúng ta chỉ kiểu chúng ta hòa tan mình và họ, kiểu làm tất cả mọi thứ để có thể khiến họ hài lòng, nhưng thực ra họ không hề hài lòng. Cái mà họ cần đây chính là sự chia sẻ, sự cảm nhận và sự thấu hiểu của chúng ta đối với họ. Và để làm được điều đó thì mọi người cần phải quan sát rất chi là nhiều. Mọi người cần phải, khi mà bạn muốn bắt quen một người nào đó thì bạn cần phải tìm hiểu về họ trước. Khi mà chúng ta tìm hiểu họ thì chúng ta mới có cái để nói với họ, và chúng ta có một cái để nói với họ thì đương nhiên là họ sẽ lắng nghe, họ sẽ chia sẻ, và khi có sự chia sẻ, có sự qua lại thì đương nhiên là sẽ tạo được một cái cảm hứng, tạo được một cái nguồn động lực khác cho nhau. Và cái lớp thang cuối cùng đó cũng là cái lớp thang cao nhất của cái thang Maslow, thì đó là cái quyền được thể hiện bản thân, cái sự thể hiện của bản thân. Và cái thể hiện của bản thân này thì nó khá là khó, và nó là một cái đỉnh cao khác. Khi mà chúng ta đã có tất cả mọi thứ, chúng ta có sự hòa hợp, có sự tôn trọng, có được sự an toàn và có được hết các nhu cầu sinh lý, thì chúng ta sẽ có quyền có cái kiểu có cái sự tự tin để chúng ta thể hiện cái sự tự tin để chúng ta thể hiện cái bản thân của mình. Khi mà chúng ta thể hiện được cái bản thân của mình, chúng ta nhận được sự tôn trọng của người khác, chúng ta nhận được sự kiểu như là hòa hợp của cộng đồng, thì khi mà chúng ta nói chẳng hạn thì chúng ta sẽ rất chi là tự tin. Khi mà chúng ta muốn làm một cái việc gì đó thì chúng ta luôn có những cái người bạn, những cái người đồng hành ở phía sau chúng ta và luôn dõi theo ta, luôn ủng hộ chúng ta. Khi mà chúng ta làm một điều như vậy thì đương nhiên là cái sự thể hiện của bản thân nó sẽ được lên cao, và chúng ta luôn luôn muốn thể hiện được bản thân mình trước người khác. Và cái sự thể hiện của bản thân này không phải là cái tôi, mà nó là cái sự thể hiện do chính những trải nghiệm, những cái thứ mà chúng ta đã có được trong quá khứ để đổi lấy một cái thành quả nào trong tương lai. Và để đạt đến cái nấc thang là thể hiện của bản thân thì bạn phải cần một khoảng thời gian rất chi là dài. Không phải là cái này phải là dài về cái mặt trải nghiệm, chứ không phải là dài về cái độ tuổi hay là dài về một cái khác, và đó là cái sự trải nghiệm của từng người ở từng cấp bậc, nó sẽ thật sự sâu sắc và thật sự hoàn hảo. Thì khi mà chúng ta lên cái nấc thang cuối cùng ấy, chúng ta sẽ cảm thấy vô cùng tự tin và vô cùng khi mà chúng ta nói thể hiện cái bản thân của chúng ta sẽ không cảm thấy là đó là cái tôi, và đó thật sự là những cái trải nghiệm của mình. Cái đó không phải là cái phép, cũng không phải là cái điêu ba gì cả, mà đó thật sự là những cái trải nghiệm của chúng ta từ rất nhiều cái chúng ta có thể đúc kết nó ra được. Và như bản thân tôi thì tôi đã theo tôi thấy thì tôi đang ở cái lớp thang thứ nhất. Tôi mới chỉ có những cái nhu cầu sinh lý cơ bản như ăn ngủ và tôi vừa nói trước. Còn đến cái lớp thang thứ hai là sự an toàn, tôi đang phấn đấu và đặt mục tiêu đến được cái lớp thang đó. Và ai cũng muốn là cho mình đạt đến cái lớp thang cuối cùng, đó chính là cái thể hiện của bản thân. Thì tôi cũng như vậy, tôi cũng xa hơn. Lúc chúng ta có được thành công ngoài mong đợi trong tương